Thế là vừa mới nợ tôi một mạng nhỉ? Thì Khả năng tôi vào kia dễ là bị xử. Nhớ ngày này thắp cho tôi một nén hương nhé. Thế thì mình té luôn chứ mình vào làm cái gì? Té đi đâu? Đùa thôi, chết thì chả chết đâu. Nhưng mà khó toàn thây. Nếu tôi có làm sao thì đưa tôi đi bệnh viện. Nặng quá thì xuống bệnh viện huyện. Biết chết mà vẫn lao vào, khác gì viêm phổi vẫn hút thuốc lào như điên. Đời mà, cái gì đến nó sẽ đến. Xong việc thì té luôn đi, đừng để cho thằng Khương nó biết đấy. Ngoài ý muốn thôi mà chú. Quân già giao cho tao quản mày. Mày làm hỏng việc, tao phải chịu. Cho nên mày phải ăn đòn. Chúng mày, mày chết đi, tao chịu. Mã Hồi anh ơi, em đánh người. Em nó vào rồi, anh phải thọ tôi một lít, chết vào mắt. Mày muốn anh chết lắm mà. Anh mà chết thì ai lo cho em lo đu? Thằng nào phang anh? Quan trọng đâu, quan trọng là hàng mất rồi. Em gì đúng tay thằng Minh Khờ, mất là mất nhau. Gì nhầm. Bán ba cái trắng mua ba cái tím, đúng không? Đúng mất khẩu rồi, nhưng mà nhầm người. Tao thích nhầm là nhau. Mất khẩu đúng, nhưng giao hàng nhầm người. Cậu có để lộ mật khẩu cho ai ngoài tôi và anh cậu không? Nói lại giả thiết của cậu cho đồng chí Long đi. Dạ vâng. Tuyến đường màu đỏ này chúng ta đã quá quen thuộc. Trước đây được mệnh danh là cung đường buôn lậu. Nhưng hiện tại đã được kiểm soát chặt chẽ bởi các trại cả lưu động lẫn cố định và lực lượng phối hợp công an biên phòng. Nhưng thời gian gần đây, chúng cứ đi qua đi lại trên tuyến đỏ này. Chính vì vậy, chúng em nghi ngờ, rất có thể đây là động thái dương đông kích tây ạ. Anh muốn chúng ta phân ra. Hồi cậu chưa về huyện, tôi có phụ trách lực lượng liên ngành đánh bắt được một lượng ma túy lớn vận chuyển theo cung đường màu xanh này. Từ đó trở đi, bọn chúng không dám qua lại con đường này nữa. Vâng. Chính vì vậy, chúng em mới nghi ngờ đấy ạ. Khả năng này không cao. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ lập một nhóm để kiểm tra một lượt cung đường màu xanh này. Phải đấy. Cần tắc vô ấy này. Nhóm của tôi và cậu Quốc sẽ lo cung đường màu đỏ. Còn nhóm của cậu kiểm tra, rà soát lại toàn bộ con đường màu xanh. Huy động toàn bộ lực lượng bằng mọi giá không cho ma túy rời khỏi bản mộc. Rõ. Bán ba kích trắng, mua ba kích tím.
đi theo tôi. Từ từ đã, để chờ mỏ chân lắm rồi. Chị đi. Lượn. Khả năng tôi vào kia dễ là bị xử. Nhớ ngày này thắp cho tôi một nén hương nhá. Thế thì mình té luôn chứ mình vào làm cái gì? Té đi đâu? Đùa thôi, chết thì chả chết đâu. Nhưng mà khó toàn thây. Nếu tôi có làm sao thì đưa tôi đi bệnh viện. Nặng quá thì xuống bệnh viện huyện. Biết chết mà vẫn lao vào, khác gì viêm phổi vẫn hút thuốc lào như điên. Đời mà, cái gì đến nó sẽ đến. Xong việc thì té luôn đi, đừng để cho thằng Khương nó biết đấy. Ngoài ý muốn thôi mà chú. Quân già giao cho tao quản mày. Mày làm hỏng việc, tao phải chịu. Cho nên mày phải ăn đòn. Chúng mày, mày chết đi, tao chịu. Nhóm tội phạm ma túy Tam Giác Vàng, chú ý tiến bản mây. Có một chuyến hàng lớn được đưa đi chót lọt. Cậu thấy Hồng là người thế nào? Người này sẽ giữ một vai trò gì đó. Chính là Lê Toàn, ông ta là tay cụm cán số 1 ở bản Ngọc. Thấy hai anh em một ông sống nghĩa khí, tình cảm. Nói là làm, không lắt léo. Ai sai mày giết tao? Mọi thứ cứ đến cùng lúc. Cứ như có một âm mưu. Liệu có thế lực nào ép công ty của anh làm theo ý họ? Quân già sắp quay trở lại bản mây. Để lấy bằng được bản mây, đấy là địa bàn tốt nhất mà chúng ta có thể phát triển được. Chuyện xảy ra cũng 20 năm rồi. Không bị lọt vào con tàu. Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tôi buộc phải thay đổi kế hoạch. Thi tốt để cho tướng qua sông. Tôi sẽ cùng các đồng chí trực chiến 24/24. Tuyệt đối không để cho đối tượng nào chạy thoát.